các bài huấn luyện của chó nghiệp vụ tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an Nghệ An. Video, Đồng Quang Vinh. Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An đóng tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Mỗi buổi sáng, hàng chục chó nghiệp vụ được đơn vị huấn luyện để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Buổi huấn luyện mở đầu bằng các động tác cơ bản, xếp đội hình, đứng, ngồi. Thời gian thực hiện bài này khoảng 20 phút, chó nghiệp vụ thực hiện động tác leo cầu. Sau hiệu lệnh của cán bộ huấn luyện, các chú chó nghiệp vụ sẽ băng qua đường chạy hỗn hợp gồm cống tròn, cầu cứng, cầu thang, hàng rào, lỗ tròn trên bức tường. Bài tấn công tội phạm với tình huống giả định là chó nghiệp vụ được lệnh bắt giữ một kẻ tội phạm nguy hiểm. Nhận lệnh của cán bộ huấn luyện, chó nghiệp vụ đứng cách đó hơn 20 mét đã nhanh chóng xông tới tấn công. Khi tội phạm ngã xuống đất, chó nghiệp vụ nhận hiệu lệnh của cán bộ huấn luyện để buông bỏ. Với bài kiểm tra tìm ma túy, cán bộ công an sẽ giấu một số mẫu vật nhỏ, được bỏ trong túi bóng và lấp một lớp đất giấu ở gốc cây. Nhận lệnh đánh hơi trên đoạn đường khoảng 30 mét, một chó nghiệp vụ chuyên khoa ma túy, sau khoảng 30 giây đã tìm thấy vị trí có giấu mẫu vật. Chú chó liên tục sủa và dùng chân cào bới để báo hiệu cho cán bộ huấn luyện. Giám biệt mùi hơi là một trong những bài huấn luyện quan trọng. Cán bộ huấn luyện để mẫu vật trong 5 lọ thủy tinh có kích thước, màu sắc giống nhau, chỉ khoảng 10 giây, chó nghiệp vụ khoa hình sự phát hiện lọ cần tìm. Phần lớn chó nghiệp vụ tại đơn vị là giống chó vét da của Đức hoặc Bỉ, được chia thành các chuyên khoa gồm bảo vệ và truy tìm dấu vết hơi, giám biệt mùi hơi người, ma túy, thuốc nổ, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chó nghiệp vụ sẽ cho một cán bộ huấn luyện quản lý. Gắn bó với Sam tên gọi của chó hơn một năm nay, giờ đây tôi nói chị nó đều hiểu và thực hiện ngay theo hiệu lệnh, Thượng sĩ Lương Quốc Khánh cho hay. Thời gian qua, đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An đã được các cấp tặng nhiều phần thưởng. Tại hội thi chó nghiệp vụ Công an Nhân dân năm 2019, đơn vị đạt giải nhì toàn đoàn. Let's Block Ice, Oi.